mọi người ơi, mình đã kho xong cái nồi cá kèo kho tiêu ha. Mọi người thấy có hấp dẫn không nè? Đó, cái nồi đang sôi sùng sục luôn, cái màu rất là đẹp và cá rất là vừa ăn ha, rất là ngon luôn á mọi người. Hello mọi người, chiều nay mình sẽ chia sẻ cái món cá kèo kho tộ ha. Thì ở đây mình sẽ có là một thố cá kèo này mình đã làm sạch sẽ rồi ha. Thì cái này cá kèo này nó chỉ có 3 lần rưỡi thôi mọi người. 3 lần rưỡi mình mua nó đóng trong một cái hộp á. Là nó ghi là 3 lạng 45 gì đó. Thì mình cho là 3 lạng rưỡi ha. Thì nó là 5 đô mọi người. Thì bây giờ mình sẽ ướp ha. Các gia vị của mình dùng gồm có hạt nêm ha, rồi hành khô mình dùng một ít sa tế ha, rồi dầu màu dừa, mật ong, nước mắm mình xài nước mắm này ha, và đường, tiêu, dầu ăn ha. Bây giờ mình sẽ cho màu vô trước đi. Mình sẽ cho màu vô trước. Rồi. Đây, mình sẽ cho màu vô ha. Mình trộn đều lên. Cá đông lạnh đó mọi người, nhưng mà nó rất là tươi. Mình vẫn để ruột mình kho tiêu luôn nha mọi người. Mình không có lấy ruột ra, mình để về mình kho luôn. Cá rất là tươi, rất là ngon luôn á mọi người. Cá đông lạnh nhưng mà rất là tươi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nêm. Lưng muỗng một nêm ha. Sẽ múc đường ha. Hôm nay mình không có xài đường kia mà mình xài đường cát của mình ha. Mình cho lưng muỗng đường ha. Mình cho bột hành vô. Mình ấy cá nên mình không có cho bột tỏi, mình cho bột hành mọi người. À, mình sẽ cho tiêu. Cho một ít sa tế. Cái này nó phải cay cay nó mới ngon mọi người ơi. Ít thôi, mình cho một miếng thôi chứ mình cũng không cho nhiều nữa. Rồi mình sẽ cho nước mắm ha, mình cho một muỗng nước mắm ha. Mình sẽ coi. À, mình sẽ cho lưng muỗng mật ong. Cho lưng thôi mọi người. Tại bữa nãy mình cho đường á, cho đường cũng hơi nhiều á nên mình cho lưng muỗng mật ong. Cho nước mắm vô một cái là nó bốc cái mùi nước mắm lên liền mọi người. Nước mắm này á, cái mùi nó là 40 độ đạm á. Nên là cái mùi nó nồng lắm á. Giờ mình sẽ trộn lên ha. Trộn lên cho nó thấm gia vị ha. Mình ướp trong vòng á, nửa tiếng tới một tiếng ha. À, nói chung là mình càng ướp lâu thì cá nó càng cứng lại, nó càng thấm, nó càng ngon ha. Mình không có thời gian thì mình ướp khoảng nửa tiếng một tiếng, còn mình có thời gian thì mình ướp lâu hơn.
Rồi. Mình sẽ cho một miếng dầu vô ha, miếng dầu ăn vô ha. 1 2 3 4 muỗng dầu ăn. 4 muỗng cà phê nha mọi người. Cái muỗng chút xíu ha. Cái này á mà mình có thịt ba rọi đó mọi người, mình bỏ vô mình kho rất là ngon ha. Nhưng mà tại vì mình không có thịt ba rọi mọi người ha. Mình có thịt nạc à, mà thịt nạc thì nó không ngon đâu. Nó phải thịt ba rọi nó mới ngon, thịt ba rọi hoặc là thịt đùi nó phải có mỡ nó mới ngon. Còn mình á thì tại vì á chồng mình ít ăn mấy cái loại thịt đó, mấy cái loại thịt mà có mỡ đó, nên là mình không có mua, mình ít mua lắm. Rồi mình sẽ ướp đó ha. Ê mọi người, sau khi mình ướp khoảng 1 tiếng đồng hồ ha, bây giờ mình sẽ nấu nó lên ha. Mình sẽ để nắp lại cho nó nôi sôi nha mọi người. Sôi lên. Lâu lắm rồi mình mới ăn cá kèo á mọi người. Mình để nguyên con vậy mình kho luôn, mình không có mổ bụng hoặc là mình làm gì hết á. Mình chỉ làm sạch thôi. Sẽ đợi cho nó sôi lên thật là sôi rồi mình nêm nếm ha. Rồi sau khi nó sôi lên ha, mình sẽ nêm nếm lại ha mọi người ha. Nó coi cái nó vừa ăn chưa. Cái thố này á nó hơi nhỏ á, cái con cá nó hơi dài một chút xíu nên cái cong nó, cái đuôi nó hơi cong. Nhưng mà cũng không sao, mình ăn thôi mà, không có ai ăn đâu. Nấu cho nó sệt nước lại là nó vừa ăn luôn á mọi người. Giờ mình sẽ để cho nó nấu nên nó sệt lại ha. Mọi người ơi, mọi người nhìn không, cái nước nó rất là queo ha. Nó quẹo lại cho nên nó vừa ăn rồi đó mọi người. Ngon lắm luôn. Đó, mình đã nấu xong cái nồi cá tự nhiên cái quên nó cái gì luôn á trời.